Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án có tên là Habitproject.io này. Và các bạn sẽ nhận được cái token có ký hiệu là HBX lên tới 6.000 cái token này nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia. Chúng ta sẽ đăng ký này. Chúng ta sẽ điền first name, last name, email. Sau đó các bạn điền số điện thoại này. Đấy, các bạn điền mật khẩu và nhập lại mật khẩu cho mình. Sau đây các bạn nhấn submit. Trước hết các bạn sẽ tích vào tôi không phải là người máy này và các bạn nhấn submit. Ok, thì nó sẽ gửi một cái mail vào hộp thư mà chúng ta đã nhập. Các bạn check email nhé. Đây là cái email xác nhận nha, các bạn kiểm tra cái email và ấn vào confirm account cho mình. Okay, chúng ta ấn vào verify email address để có thể xác minh và các bạn điền đầy đủ cho mình. Sau đó các bạn nhấn login. Đấy, các bạn nhấn login nhé. Ok, đây là cái giao diện, nó sẽ cần code để xác minh, để login nữa. Bây giờ check lại code. Đây, đoạn code ở đây nhé các bạn. Paste vào. Các bạn paste vào, login vào. Và nó sẽ có cái giao diện như thế này. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đây. Nó sẽ có cái nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận thưởng này. Đầu tiên là join vào Telegram group. Click vào. Các bạn nhấn join vào cho mình nhé. Đấy, thì lại mình lại bị quá tải group rồi. Sẽ out bớt đi một số group để có thể join vào. Ok, quay trở về với cái group ban đầu của nó. Đây đúng không? Habit đúng không? Chúng ta sẽ join vào này. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ join vào group. Lúc nãy là channel, còn đây là group này. Okay, group cũng khá đông thành viên, hiện tại đang gần 10.000 thành viên rồi. Các bạn join vào. Sau khi các bạn join thành công thì các bạn sẽ điền username này, add comment ở phía trước cho mình nhé. Sau đây các bạn nhấn submit luôn. Thì chúng ta sẽ phải chọn là chúng ta tham gia cả hai mà. Ok. Ok. Rồi mình nhỉ. Ok, thì chúng ta sẽ chọn hai cái phần để chúng ta nhấn submit. Đây nó sẽ ghi là data đã submit này. Và hiện tại thì nó vẫn chưa xác minh, có thể là nó sẽ xác minh ở trong một cái thời gian sắp tới. Ok, chúng ta quay trở về dashboard để xem cái nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ Twitter này. Twitter các bạn ấn vào, các bạn sẽ click vào và follow cái trang Twitter của nó. Đây các bạn follow nhé, các bạn theo dõi và các bạn điền username của các bạn vào. Username bao gồm a còng ở phía trước nha các bạn. Thế các bạn copy cái phần profile của bạn có a còng ở phía trước cho mình. Đấy, như thế này. Sau đây các bạn nhấn submit cho mình. Nó sẽ có thông báo là submit data succession này, tức là thành công. Ok, chúng ta quay trở về. Hiện tại thì vẫn chưa, cái phần điểm nó vẫn chưa cộng nhé. Có thể nó sẽ phải check cho chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe Habit newsletter. Ta ấn vào phần này xem. Đây, chúng ta ấn đây. Ok. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải có cái phần submit KYC này. Submit KYC thì các bạn sẽ nhận được 2000 pon nha các bạn, 2000 điểm nhé.
Đấy, các bạn điền đầy đủ thông tin vào cho mình. Đấy. Đấy, thì mình sẽ điền quê của mình. Điền địa chỉ ví MyEtherWallet, các bạn sử dụng ví MyEtherWallet để có thể điền vào điền phần ETH Wallet nhá. Đấy, các bạn điền vào. Sau đây các bạn upload này, upload image này, upload image thì các bạn sử dụng ảnh passport. Mình sẽ sử dụng một cái ảnh passport và các bạn nhấn submit nó lên. Ok, thì nó sẽ ra một thông báo là cảm ơn các bạn đã xác minh cái C và nó sẽ được xét duyệt trong một cái thời gian sắp tới này. Tiếp theo nữa là cái gì? Rapper, cái nhiệm vụ cuối cùng thôi các bạn ơi. Nhiệm vụ cuối cùng nó sẽ là nhiệm vụ giới thiệu đến bạn bè. Các bạn click vào phần Rapper username và ở đây thì nó sẽ có các cái mốc quan trọng này, giới thiệu được 25 người, giới thiệu được 50 người, giới thiệu 100 người và 150 người. Ok, thì các bạn copy cái đường link này nhá, giới thiệu đến bạn bè thật nhiều để chúng ta có thể nhận được thật nhiều cái token HBX. Đây có thể là một dự án sẽ khá là tiềm năng vì nó có trang web riêng cũng như là có cái hệ thống airdrop khá là công phu. Nên mình khá là tin tưởng cho cái dự án này sẽ thành công và chúng ta sẽ nhận được thật nhiều token, thật nhiều tiền. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều tiền nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment và để lại cái comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Hiện tại thì chúng ta chỉ làm đến các bước này thôi và chúng ta chờ xem nó sẽ có những cái update như thế nào và chúng ta sẽ lúc nào nó lên sàn hoặc là lúc nào nó có sự thay đổi thì mình sẽ update video cho các bạn nhé. Hãy nhớ để lại một đăng ký, comment, chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho chế độ phát triển hơn nữa. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.